kích được cột vô một cái nón bảo hiểm, mình đội cái này lên đầu nè. Lát nữa là anh Lâm thắng, đội cái nón này vô, ba bạn còn lại cũng vậy, đội nón vô, cái mình quay cái đầu mình vậy nè đó. Mình quay tới đâu cái mình đụng vô cái quả bu liên này, bảo liên này rớt xuống một cái thì trên đây sẽ có số thứ tự. Thì chúng ta có số tự là chúng ta la lên, tôi có số tự số 1. Thì tự khác bên chương trình sẽ gửi một ký tự đến cho người còn lại đang đứng ở vị trí chơi. Anh bị rất là tiền đình mà em muốn xây cái đó. Đội chúng ta có hai người mà, ai có sở trường nào thì lên làm cái nhiệm vụ đó thôi. Ví dụ anh bị rối loạn tiền đình đúng không, thì anh đứng ở vị trí đó, anh sẽ là người kết nối lại những thông tin và những ký tự và đưa ra đáp án. Trong quá trình đang chơi lập sẽ ra khẩu lệnh dừng. Thì chúng ta đang ở vị trí nào là cứ dừng đúng y vị trí đó để nghe gợi ý thứ hai. Hai đội chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hiểu luật chơi chưa? Hiểu. Và vòng 2 thách đấu xin được phép bắt đầu. Từ khóa đầu tiên có 12 ký tự. Gợi ý đầu tiên cho từ khóa này, đây là một câu khẩu hiệu. Và thời gian chơi trò chơi bắt đầu. Rồi, dỡ lên. Cái gì bao nhiêu? Tôi số 6, tôi có số 8. Tiếp tục đi. Quay đều. Gần đây năm số 5 tôi nè. Tôi số 1. Tôi số 12. Gộp vậy tôi số 5. Gộp vậy đi tính tiếp. Dừng. Ô, thằng bé dừng rồi, tại cái dây nó quay. Được, tính luôn. Ai nhút nhích phạm luật nha. Anh em về giúp. Anh làm gì vậy? Ủa là anh có muốn chơi không? Ủa thì anh chơi. Anh nói là anh không thích tham gia chơi cái trò chơi này mà sao mà anh xông pha quá vậy? Không, anh phụ hở. Không có phụ, anh đứng ở đó anh bắt đầu nhận những cái từ khóa, những cái ký tự của chương trình đó. Ôi thôi không cho, thôi vậy. Không cho. Không vậy. Anh Thắng ơi đừng nói nữa em mệt lắm. Đội trà sữa số 2, số 11, số 8, số 12, số 5. Đội trà sữa. Đội trà sữa. Đội cá khô số 1, số 6, số 4. Sao văn xa dữ vậy? Số 9. Bây giờ là lúc lập đọc gợi ý thứ hai. Dạ. Thể hiện tinh thần đoàn kết của một châu lục. Tiếp tục trò chơi. Tôi số 10. Trời ơi, sao lưng. Ai kìa, ai em. Tôi có số 7. Đi nè, lo cái này đi. Tôi số 3. Tôi có số 7. Dừng lại. Còn Lập kêu bác sĩ về chỉnh hình xương cốt cho mọi người lại không? Khớp cổ mình sao rồi? Nó kêu quá anh, nó lỏng rồi. Lỏng rồi hả? Cái... Có thể thấy là sự xông pha hết mình của hai người chơi ngày hôm nay. Ê mà nó nghe nè, mình chơi quật ngã xong xuôi chơi rồi coi như là hết cái trò chơi này rồi, đâu cần phải tạo dáng gì nữa đâu. Ủa thì cũng anh không. Ủa sao à? Anh không nói. Cũng anh không à, anh không nói anh... trước. Sao á? Ủa hồi nãy nói là đang chơi thì phi kêu dừng lại, bây giờ chơi xong rồi. Hiểu không? Và bây giờ là gợi ý thứ ba. Hy vọng rằng là hai đội chơi của chúng ta sẽ tìm được đáp án nha. Khẩu hiệu này được sử dụng cho một giải bóng đá ASEAN Cup 2023. Hết. Đây là một khẩu hiệu thể hiện tinh thần đoàn kết của một châu lục. Khẩu hiệu này nó có liên quan đến việc là đi về phía trước. Bình thường là anh theo dõi dữ lắm á, mà tại vô cái tháng này bận nè, không ai theo dõi. Được sử dụng trong một giải bóng đá ASEAN Cup 2023. Tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt. Tiếng Việt tất cả mọi thứ đều là tiếng Việt hết. Liên quan đến châu lục thì trong cụm từ của chúng ta xin mời đội trà sữa. Châu Á tiến lên. Châu Á tiến lên. Anh chốt. Chốt. Châu Á tiến lên. Anh chắc chưa? Châu Á tiến lên. Châu Á tiến lên. Và với đáp án, với quyền bấm chuông trước của đội trà sữa, châu Á tiến lên. Mang về cho đội 5 triệu đồng, xin chúc mừng. Wow. Anh đừng đụng tôi nữa, anh sao, tại sao anh không đoán ra được? Hả? Tôi đã lăn xả như vậy rồi mà. Mình còn một câu 5 triệu nữa, lát nữa mình phục thù sau.